Thưa tất cả quý vị, giờ phút này thì chúng ta biết được rằng bà con nhân dân và đặc biệt là quý vị Thiện Nam Thế Lực Phật Tử vô cùng hân hoan chào mừng một sự kiện vô cùng đặc biệt và đầy ý nghĩa. Niềm vui, niềm nô nức ấy đã hòa chung niềm vui của bà con nhân dân Phật Tử. Giờ phút này thì để thay lời cho ban tổ chức có lời chào mừng và khai mạc trong buổi tối ngày hôm nay tại chùa Linh Sơn, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Chính với cương vị là trưởng ban tổ chức đêm văn nghệ chào mừng đại lễ rót đồng đúc đài Hồng Trung chùa Linh Sơn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông đại diện ban tổ chức lên có lời khai mạc và chào mừng đêm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Xin trân trọng. Thể hiện truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, đồng thời chúng ta cũng trân trọng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, thương thân tương ái của dân tộc ta là dịp để nhân dân làng Đồng Đạc chúng ta tri ân tình cảm, sự ủng hộ trí lực, tài lực của du khách thập phương cho công việc đúc đại Hồng Trung. Nhân dịp này, thay mặt cấp ủy, chính quyền, ban tổ chức đêm giao lưu văn nghệ xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, chính quyền các cấp sức khỏe dồi dào để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kính chúc bà con, nhân dân, du khách thập phương thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, vạn sự hanh thông, phước điền như ý, pháp hỷ sung mãn. Rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các vị. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ quần chúng. Xin trân trọng cảm ơn.
lúc nào đi. Sáng danh Bồ Tát
trầm luân thương người cơ khó dắt dìu chúng sinh trên cõi trần sáng đẹp muôn phần. A Di Đà Phật chắp tay con khấn cầu cầu bình an. Mau dòng tiên ai còn đại với chung bát quan.
quay như vậy. Quay. Xem là tiết mục gì nữa. Nơi đây đất mẹ quê cha, chùa thiêng Phật ngự có ta có mình. Quê hương sâu nặng nghĩa tình, tiếng chuông vang vọng nhật trình sớm hôm. Vang tiếng nghi chuông, nghi chùa quê ta đó, nơi đây đất mẹ quê cha, quê hương sâu nặng biết bao tình. Thank you.
Xin được cảm ơn những người con gái từ đội hội phụ nữ văn thể của làng Động Lạc ạ. Biết bao anh hùng non sông Việt chói ngời hào kiệt quận ý trời lại hợp lòng dân
cánh sáng người. Có đền Thường đền Nam Gian nổi tiếng, có đền Diếu và chùa Linh Sơn, đền thiêng linh thiêng thành trí đẹp thay. Linh Sơn đồng lạc hôm nay. Về đồng lạc của ta, nghe câu ca, nghe câu ca lời hát rộn ràng, hát mừng đồng lạc ngày càng vươn cao. Cờ bay trong gió vẫy chào, ngàn năm văn hiến tự hào là đây. Toàn dân công đức xây nên chùa.
con trai thành Phật. Phong duy qua bốn mùa trên mặt hai trăm hoa đưa về giữa thành Phật. Ah, 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 ah.
xin giới.